Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một sản phẩm mới của Orient mới về shop ICS. Sản phẩm này thì là một chiếc Orient thuộc dòng Bambino và em nó là chiếc Orient Bambino Generation 4 và đây là đời mới nhất của dòng Bambino và ICS đã về được hai chiếc. Tuy nhiên sáng nay đã bán được một chiếc rồi cho nên là chiếc này mình sẽ trên tay trước khi nó kịp bán vậy. Anh em có thể thấy là ở ngoài là chúng ta có một cái hộp Orient màu đen và chúng ta có một miếng nhôm ở trên có logo. Chúng ta biết đây là hộp xuất khẩu của Orient và mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Chiếc này của mình thì có mặt dial rất là lạ và rất là trẻ trung, lôi cuốn. Nó mặt dial màu gray và có chải tia và các bạn sẽ thấy là nhìn qua thôi đã thấy là em nó có những cái gì thay đổi khi mà có ánh sáng đi qua rồi. Mình sẽ bỏ ra để anh em có thể thấy. Đây là chiếc Orient Generation 4 của mình, Generation 4. Và mình nói qua về các cái điểm khác biệt là chiếc này nó có size thì lớn hơn cái đời cũ. Các cái đời cũ của chúng ta là size 40.5mm, tuy nhiên chiếc này nó đã đưa cái size lên 42mm. Và thực sự là với nhiều anh em mà tay to một chút thì sẽ rất là dễ đeo. Và size 42 bây giờ gần như là size, nó đang dần trở thành cái một trong những hai size chuẩn là 40mm và 42mm rồi. Cho nên là Orient cũng nâng cấp cái dòng sản phẩm của mình lên 42mm để có thể là tiếp cận được những cái khách hàng mà có tay to hơn, ví dụ như thị trường châu Âu và thị trường châu Mỹ chẳng hạn. Với chiếc Orient này thì nó vẫn giữ cái đặc trưng của cái dòng Bambino và đó là cái kính lồi. Các bạn có thể thấy là kính của em nó là rất là lồi và chiếc này thì mỏng 12mm, tuy nhiên cái phần kính này của chúng ta nó cũng đã phải tầm 4-5mm rồi. Còn phần thân máy ở dưới thì các bạn thấy nó rất là mỏng. Đó, chiếc này thực sự là không kén tay lắm và tay chúng ta chỉ cần khoảng 16cm là chúng ta có thể đeo dễ dàng. Chiếc này thì như các bạn thấy nó khá là giống đời 1. Tuy nhiên nó khác ở một vài điểm, đó là bộ cọc số này. Bộ cọc số này của chúng ta thì được làm theo hình kim cương, nó đã vát cạnh đi rất là nhiều và nó không còn thẳng và nhọn như cái cọc số nhọn của dòng 1 nữa. Và cái bộ kim này của chúng ta nó giống với bộ kim của dòng 1, tuy nhiên nó được làm bé hơn và hẹp hơn giúp cho chúng ta có vẻ đẹp hơn. Một điểm đặc biệt của dòng đời 4 đó là các bạn có thể thấy là kim dây của nó, cái phần đầu kim dây của chúng ta lúc nào cũng có một cái phần được sơn màu đỏ này, đó để cho chúng ta có thể thấy cái kim dây rất là đẹp. Mình sẽ lắc để anh em có thể thấy. Đó, khi mà kim dây chạy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu của kim dây được sơn màu đỏ, nó rất là dễ. Chiếc này thì sử dụng cái máy là F, máy in-house của Orient, máy F6724. Và với máy này thì chúng ta có 21.600 tần số dao động này. Chúng ta có khoảng độ 24 chân kính và chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Với cái chiếc này thì chúng ta có cả tính năng là lên cót tay và chúng ta có cả hacking function khi mà chúng ta dừng kim dây khi chỉnh giờ. Các bạn thấy khi mà mình dừng kim dây lại thì chúng ta chỉnh giờ thì cái kim dây này nó sẽ dừng lại. Đó. Như vậy chúng ta sẽ căn được dây tốt hơn. Đó, và khi chúng ta đóng lại thì kim dây tiếp tục chạy. Các bạn có thể lên cót như này và vì nó có bộ xả cót cho nên các bạn không có lo là nó căng cót nó sẽ đứt cót và nó sẽ có bộ xả cót cho nên chúng ta có thể vặn 40 vòng, 50 vòng thoải mái. Nói qua về mặt dial của em nó, chiếc này mình trên tay đó là một chiếc có case bằng thép không gỉ và nó không được mạ gì cả. Nó là nguyên một màu thép và chiếc thép này được đánh bóng rất là đẹp. Ở phía trong thì chúng ta có cái mặt dial màu gray và mặt dial này thì có những cái đường vân chải tia sunburst rất là đẹp, giúp cho ánh sáng đi qua có những cái màu sắc lan tỏa cực kỳ tuyệt vời. Ở góc 12 giờ chúng ta có logo Orient, hai chú sư tử và cái chữ O này. Còn ở góc ở dưới thì chúng ta có dòng chữ Water Resistant. Đó. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có cái ô lịch ngày. Và ô lịch ngày này cũng rất là dễ nhìn, to vừa phải, không có gì đáng nói cả. Phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái vạch chia phút và đi kèm đó là 12 cọc số. 12 cọc số bằng kim loại nổi. Rất là đẹp và bắt sáng cũng khá là tốt. Với cái tầm tiền là 4,5 triệu, hơn 4,5 triệu như chiếc này thì thực sự là cái độ hoàn thiện mình có thể nói là rất là ok. Một điểm khác biệt nữa của dòng Gen 4 đó là Gen 4 thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ dây có hai màu. Đó, các bạn sẽ thấy ở phía trước ở chiếc này đó là dây da lộn màu vàng. Đó, và ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái dây da màu đen. Dây da này thì cũng được làm từ dây da bò. Nói chung là dây da của dòng này thì mình đánh giá tốt hơn các cái dòng cũ rất là nhiều. Nó mềm mại hơn và nó thật hơn so với những cái dây da của các dòng cũ.
Đó. Nói chung là chiếc này thì nó sẽ đáng tiền hơn, và đi kèm bộ dây da chúng ta sẽ có cái khóa xiên. Khóa xiên này được khắc logo của Orient. Các bạn lưu ý là đáy sau của chiếc này là đáy kín nhé. Đáy kín và nó sẽ không có hở máy, và chúng ta sẽ có cái độ chống nước là khoảng 3 ATM, đủ dùng cho chúng ta đi mưa nhẹ. Và chiếc này thì đang được ICS bán với giá 4 triệu 690. Nếu anh em có nhu cầu thì anh em hãy alo thì ICS sẽ giao hàng và liên hệ với anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS.